Xin chào các anh chị và các bạn. Sau đây mình xin giới thiệu đến các anh chị và các bạn phần 15 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn. Chủ đề của phần 15 này là 日本妻子给丈夫做的午饭, hỗn lên. Có nghĩa là 日本妻子 là một người vợ, người vợ Nhật, kể trang phu cho tờ ủ phan. Như vậy là cái bữa ăn trưa mà cái người vợ Nhật làm cho chồng. Rồi bản chí từ kể trang phu cho tờ ủ phan, hủng là hot, tức là rất là nổi tiếng, rất là được nhiều người chú ý, nhiều người quan tâm tới là hot, là hủng. Rồi bản tờ Mika Matsura, mấy thiên kể tha tờ trang phu cho ủ phan. Ta mấy thiên chào sang 7点起床, kể trang phu cho ủ phan, 8点就可以做好。但是他会在前一天晚上准备好做午饭的食物，所以第二天早上只要50分钟就能做好午饭。人们在网上看到 Matsura 做的午饭，都说这些午饭是艺术品。Matsura 说她的丈夫工作很累，希望丈夫吃午饭的时间是一天中最快乐的时间。Sau đây xin mời mọi người nghe mình giải thích cái nội dung của cái phần 15 này nhé. 日本的 Mika Matsura, như vậy mình có thể dịch là chị Mika Matsura, người Nhật, mỗi thiên kỳ trang kể tha tờ trang phu cho ủ phan, mỗi ngày đều làm bữa cơm trưa cho chồng. Mày thiên kể tha tờ trang phu cho ủ phan, kể ai đó rồi mới làm cái gì. Ví dụ kể tha tả tiên hoa là gọi điện thoại cho anh ấy, kể tha sẽ xin viết thư cho anh ấy, rồi kể trang phu cho ủ phan tức là làm bữa cơm trưa cho chồng, thế thôi. Đó là cấu trúc kể A kể B rồi làm gì đó phía đằng sau. Ta mỗi thiên chào sang 7点起床. Mỗi thiên chào sang là mỗi buổi sáng. Ta mỗi thiên chào sang, chị ấy mỗi buổi sáng. 7点起床, 7 giờ thức dậy. Như vậy thì mình dịch là chị ấy thức dậy vào lúc 7 giờ sáng mỗi ngày. Rồi gì nữa? Kể trang phu cho ủ phan, làm bữa cơm trưa cho chồng. 8点就可以做好. 8点就可以做好, 8 giờ thì có thể làm xong, khởi gì cho họ. Tan sư là nhưng, tha huê chai chén di thiên hoàn sang, rồi chén di thiên hoàn sang là tối đêm hôm trước. Chén di thiên hoàn sang là tối đêm hôm trước. Tha huê chai chén di thiên hoàn sang, chị ấy sẽ, chữ huê đây là sẽ, vào tối của cái đêm hôm trước á, chuẩn bị hào cho ủ phan tờ sử u, chuẩn bị hào là chuẩn bị xong, cho ủ phan tờ sử u là lương thực hoặc là thực phẩm, cho ủ phan tờ sử u là những cái thực phẩm để làm cái bữa ăn trưa. Như vậy ngay chỗ này mình dịch là thế nhưng tối của đêm hôm trước á, chị ấy phải chuẩn bị xong những cái thực phẩm để làm cái bữa cơm trưa. Sở dĩ tia thiên chào sang, cho nên tier thiên chào sang là buổi sáng ngày hôm sau, đừng dịch là ngày thứ hai nhé. Tier thiên chào sang, chủ giao ủ sữa phân trúng, chỉ cần 50 phút thôi. Chiêu nẫn cho hảo ủ phan, chiêu nẫn cho hảo ủ phan thì có thể làm xong được bữa cơm trưa. Rỉnh mến chai hoàng sang khăn to, Matsura cho tờ ủ phan. Mọi người ở đâu xong mới làm gì? Chai hoàng sang rồi mới khăn to. Ở trên mạng rồi mới nhìn thấy cái gì? Matsura cho tờ ủ phan, cái bữa cơm trưa mà Matsura đã làm. Như vậy mọi người nhìn thấy cái bữa cơm trưa mà Matsura đã làm ở trên mạng, thông qua mạng đó. Chai hoàng sang rồi mới khăn to Matsura cho tờ ủ phan. Tô số đều nói trơ xe ủ phan, những cái bữa trưa này hoặc là những bữa cơm trưa này, sư y su phiền là những tác phẩm nghệ thuật. Yi su là nghệ thuật, yi su pin là những cái sản phẩm nghệ thuật. Matsura số, chị Matsura nói, tha tờ trang phu cung số hình lê,
chồng của chị làm việc rất mệt, tức là rất vất vả. 希望丈夫吃午饭的时间, hy vọng cái thời gian mà chồng chị ăn trưa, 吃午饭的时间, sư đây là như vậy, hy vọng cái thời gian ăn trưa của chồng, 是一天中最快乐的时间, là cái thời gian vui vẻ nhất ở trong ngày. 一天中 là trong một ngày, 最快乐的时间 là cái thời gian vui vẻ nhất. Và đến đây thì mình xin kết thúc phần 15. Chúc mọi người học thật là vui và hiệu quả. Mọi người đừng quên đăng ký, like và có thể là share để ủng hộ tinh thần cho người làm nhé. Xin chào mọi người.